Gần 20 năm gắn bó với một công việc đã trở thành tay quen, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Vương là một thủ kho quân khí rất giàu kinh nghiệm tại Lữ đoàn 131 Công binh Hải quân. Anh thấu hiểu, am tường từng khối máy móc xe cộ của đơn vị. Bởi mỗi ngày, anh đều tuân thủ nghiêm khắc quy trình kiểm tra và bảo đảm an toàn cho kho trạm, máy móc, xe cộ công trình được giao quản lý. Luôn luôn phải học hỏi và tìm hiểu để phát huy được cái tay nghề của chuyên môn của mình. Bên cạnh đấy thì là cũng kèm cặp với những đồng chí mới ra trường hoặc là mới về nhận công tác để cho các đồng chí nắm bắt được những cái quy định cũng như là những cái tính năng tác dụng của từng loại vũ khí. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Thường lại là một con người đa năng, đa nhiệm, thực hành tốt một việc và biết nhiều công việc khác. Là nhân viên quân lực, nhưng anh cũng thường xuyên rời bàn giấy để tham gia làm nhiệm vụ trên các tuyến đảo. Tôi thì là xuất thân từ là con nhà nông dân nên là rất là yêu lao động và luôn luôn chịu thương chịu khó, cần cù và tích cực học hỏi để mà mình nắm bắt được những cái công việc, nắm bắt được tất cả các chuyên môn nhiệm vụ của đơn vị để mà khi mà mình thực hiện bất kỳ một cái nhiệm vụ gì thì mình cũng đã có một cái chút kinh nghiệm cũng như là có một cái chút chuyên môn. Cũng với lòng say mê lao động, những quân nhân chuyên nghiệp tại Ban Máy Tàu, Viện Kỹ thuật Hải quân chính là những người thợ đóng tàu bậc cao thực thụ. Họ phải hiểu rõ bản vẽ, nắm chắc vật liệu, thành thạo các công cụ thiết kế, đóng tàu thì mới hiểu được sâu sắc quy phạm và tính đồng bộ trên những con tàu hiện đại. Qua những cái sản phẩm mà tôi tham gia thiết kế, có những cái sản phẩm rất đặc thù, mang tính có hàm lượng khoa học rất cao. Có những sản phẩm phải nghiên cứu về trang thiết bị và cũng phải học về ngoại ngữ, ví dụ như là tiếng Anh hoặc tiếng Nga. Phải biết đọc bản tài liệu tiếng Anh, tiếng Nga để mình có thể tham khảo để mình vận dụng vào trong công việc của mình. Cũng giống như các đơn vị trong toàn quân, đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp chiếm tỷ lệ không nhỏ tại các đơn vị hải quân. Công việc có thể thầm lặng nhưng có đóng góp rất quan trọng. Nhưng hiện nay, việc tuyển dụng, đãi ngộ, thu hút cũng như duy trì được đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp có kinh nghiệm, trình độ cao ở các đơn vị là một vấn đề không đơn giản, đòi hỏi sự quan tâm đồng bộ. Chúng tôi thì chú trọng thực hiện đúng quy trình trong cái công tác tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo và phân công nhiệm vụ cho các cái đồng chí quân nhân chuyên nghiệp để phát huy hết cái năng lực của các đồng chí. Cái thứ hai là đối với các thủ trưởng các phòng ban xưởng thì các đồng chí chủ động và cũng gọi là tin tưởng giao nhiệm vụ, các cái nhiều nhiệm vụ quan trọng. Sự tin tưởng, quan tâm, coi trọng của các cấp lãnh đạo, chỉ huy đã chắp thêm đôi cánh cho tinh thần dấn thân vào nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó của đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp quân chủng hải quân. Họ phấn đấu, giỏi một, biết nhiều, giỏi nhiều việc, xuất sắc một việc để góp sức đưa quân chủng hải quân vững vàng tiến lên hiện đại.